Mời các bạn cùng nghe chuyện Sơn Hải Trầm của tác giả Mạc Thư Bạch, chương 61. Sau khi cắt được người của tỷ tại Hoa Kinh, thị nữ hộ tống muội trà trộn trong đám lưu dân. Sở Cẩm ổn định cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Muội vốn dĩ định đi theo lưu dân tới Lạc Châu tìm đại ca, nhưng muội quá mức bất cẩn, không cẩn thận để lộ ra tiền bạc trong tay, vì thế bị lưu dân cướp sạch. Rồi sau đó muội và thị nữ cùng đường, nàng ta có ý đồ bán muội trao tay cho người khác. Sau khi bị muội phát hiện, muội với nàng ta tranh chấp, không may giết chết nàng ta. Trên đường chạy trốn, muội bị người mua đuổi theo. Đối phương có ý đồ cưỡng ép muội, muội phải rạch mặt để dọa lui hắn ta. Lúc ấy ở nơi hoang vu, có một vị phu nhân dẫn theo người đi tới thành Phượng Lăng. Bà ấy nghe được tiếng kêu cứu của muội thì cho người dừng lại, sau đó cứu muội. Vị phu nhân này họ Lý. Toàn bộ quá trình, Sở Cầm nói rất bình tĩnh. Sở Dù lặng lặng nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể chờ Sở Cẩm tiếp tục nói. Lý phu nhân là thê tử của một vị quan trong thành Phượng Lăng, tâm địa thiện lương. Hiện giờ đang thời buổi chiến loạn, bà ấy và mấy vị tiểu công tử đi tới thành Phượng Lăng tìm vị quan viên kia. Bà ấy nghe nói muội là quý nữ Hoa Kinh thì cũng không sinh nghi, ngược lại hứa hẹn sau khi đến Phượng Lăng sẽ bảo trượng phu cho người đưa muội tới Lạc Châu. Muội vốn sinh nghi, nhưng vì cùng đường nên vẫn phải đi theo phu nhân nọ tới Phượng Lăng trước. Vị phu nhân đó đối xử với muội cực tốt, muội lại không tin. Thế đạo quá loạn, bọn muội gặp phải giặc cỏ. Phu nhân vì cứu muội và mấy vị công tử mà chết dưới đao của giặc. Muội dựa theo lời dặn dò của phu nhân, dẫn theo mấy vị tiểu công tử đi ăn xin trên đường tới Phượng Lăng. Muội dựa theo biểu tả của bà ấy tìm kiếm vị đại nhân kia, nhưng lại phát hiện vị đại nhân đó có chút kỳ quái. Sở Cầm nhíu mày hồi tưởng nói. Phu nhân từng nói qua, phẩm cấp của vị đại nhân kia cực cao, là quan tam phẩm. Nhưng quan tam phẩm vì sao lại ở Phượng Lăng? Huyện lệnh thành Phượng Lăng cùng lắm chỉ là lục phẩm mà thôi. Vị quan viên này họ Hàn, theo miêu tả của phu nhân, ông ấy cũng không quản lý Phượng Lăng, chỉ là mượn một nơi trong thành Phượng Lăng để sử dụng mà thôi. Bà ấy nói phu quân mình từ nhỏ đã thích làm này nọ, từ trẻ trầm mê với luyện đan, sau đó lại thích rèn kiếm, tóm lại chưa từng làm chuyện đứng đắn. Không thi khoa cử làm quan, nhưng sau một chuyến dạo chơi Hoa Kinh thì cầm ấn quan trở về. Quan viên địa phương đối đãi vô cùng lễ ngộ với ông ấy. Rồi sau đó, ông ấy rời khỏi quê nhà, tới Phượng Lăng. Hiện giờ chiến tranh, ông ấy viết thư cho thê tử, nói Phượng Lăng phòng thủ kiên cố, tuyệt đối không bị thất thủ. Dặn thê tử tới Phượng Lăng tránh nạn. Tỷ tỷ không cảm thấy kỳ quái sao? Sở Cầm phân tích. Quan viên tam phẩm ở trong triều không tính là nhiều, phần lớn chúng ta đều biết, nhưng chưa từng nghe nói tới người xuất thân thôn dã, họ Hàn. Nhưng quan lại địa phương lại đối xử lễ ngộ với ông ấy. Ông ấy còn có quan ấn, đất phong và bổng lộc. Nếu không phải Hàn đại nhân nói dối thì chính là trong triều có một vị quan tam phẩm được an bài tại Phượng Lăng, che giấu không cho ai biết. Hiện giờ tỷ cũng tới nơi này, muội suy đoán sợ rằng trong thành Phượng Lăng cất giấu bí mật gì đó của bệ hạ. Sở Dù gật đầu, Sở Cầm nói những lời này nàng đều nghĩ tới. Nếu đặt ở trước kia, khả năng trong mắt nàng vị Hàn đại nhân sẽ trở thành giang hồ bị bợ. Nhưng mà hiện giờ hoàng đế khâm điểm 2 vạn binh mã tới Phượng Lăng, vì thế nàng tin chuyện của vị Hàn đại nhân này. Sở Dù gật đầu nói. Ngoại trừ điều này, còn chuyện gì khác thường hay không? Muội đã 3 lần thoáng nhìn thấy người Bắc địch ở đây. Sở Cầm lại nói. Bọn họ chỉ tới một chút đã bỏ chạy, muội không biết bọn họ muốn làm gì. Ngoài ra, thành Phượng Lăng không nhận lưu dân. Không nhận lưu dân? Lúc này Sở Dù hơi kinh ngạc, Sở Cầm gật đầu nói. Muội vừa từ thành Phượng Lăng trở ra, bọn họ không nhận lưu dân, muội không có văn điệp, không được vào thành. Sở Dù nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Cơm canh bưng lên, đặt ở trước mặt Sở Cẩm. Sở Cẩm vẫn tận lực duy trì sự ưu nhã và trấn định, nhưng lại không hề khắc chế được biên độ động tác. Bộ dáng ăn cơm so với trước kia thì rõ ràng chật vật hơn rất nhiều. Sở Dù lặng lặng nhìn, nhất thời chính nàng cũng không biết rốt cuộc cảm xúc của mình là gì. Nàng đã từng hận Sở Cẩm, có một vài thời điểm hận không thể ăn tươi nuốt sống. Tình cảm của nàng đối với Sở Cẩm đã sớm bị hao mòn từ đời trước. Sau khi trọng sinh trở về, chỉ thỉnh thoảng mới có một chút xúc động như vậy. Cho dù nàng ôm người muội muội này thì đó cũng chỉ là sự trấn an mà thôi. Nàng không muốn Sở Cầm đi lên con đường năm đó, nhưng tình nghĩa tỷ muội cũng đã sớm mai một theo thời gian. Hiện tại nàng đối với Sở Cầm là không yêu không hận. Nàng không hỏi thăm chuyện của Sở Cầm, cũng không quan tâm chuyện của nàng ta. Nhưng khi nhìn thấy Sở Cầm mặt đầy vết thương, cúi đầu vội vàng ăn uống, Sở Dù lại cảm thấy có vài phần không đành lòng. Nàng biết xưa nay nội tâm Sở Cầm luôn cao ngạo, vốn dĩ muốn nói một câu từ từ thôi, nhưng lại cố kiềm chế, chỉ dặn người mang thức ăn lên chậm chút, cho Sở Cẩm thời gian tiêu hóa.
Sở Cẩm thật vất vả mới ăn xong, mấy đứa nhỏ cũng được người đưa tới. Mấy tiểu tử vừa đến đã chạy về phía Sở Cẩm, nôn nóng nói: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn tốt chứ? Nàng ấy có khi dễ tỷ hay không?" Những hài từ đó vừa nói, vừa nhìn Sở Du. Sở Du hơi buồn cười, khoanh tay nhìn bọn chúng, trêu đùa hỏi: "Ai nha, tỷ tỷ các ngươi bị ta khi dễ phát khóc, các ngươi muốn thế nào?" "Ngươi..." Đứa bé nhiều tuổi nhất thấy Sở Cẩm đỏ mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi chờ đấy, nhất định ta sẽ bảo phụ thân ta thu thập ngươi." "À, phụ thân ngươi định thu thập ta như thế nào?" Sở Du nhướng mày, đứa trẻ đỏ mặt lên, nghẹn nửa ngày mới nói: "Ngươi, ngươi đừng kiêu ngạo, nếu ngươi tiếp tục khi dễ tỷ tỷ ta, ta sẽ lấy hỏa dược tới nổ chết ngươi." "Hỏa dược?" Sở Du hơi ngẩn người. "Đây là thứ gì?" Hai tử kia hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Sở Cẩm mỉm cười: "Hắn nói thứ phụ thân hắn làm ra, đoán chừng không khác pháo là bao." Sở Du nghe được lời này, cười ra tiếng: "Được rồi, ta chờ phụ thân ngươi lấy pháo nổ chết ta, đừng nhiều lời nữa." Sở Du vất tay cho người tiến lên, đưa mấy người đi xuống. "Các ngươi đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta vào thành." Sở Cẩm đáp ứng theo người đi xuống. Chờ bọn họ đi rồi, Sở Du ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu nói với Vãn Nguyệt: "Có phải ta nên khuyên nhủ A Cẩm vài lời không?" "Vậy phải xem tâm ý của ngài." Vãn Nguyệt hiểu gút mắt giữa hai tỉ muội, rũ mắt nói: "Trong quá khứ, nhị tiểu thư có rất nhiều điều không phải, ngài không vui cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện giờ nhị tiểu thư đã không giống trước, ngài muốn khuyên nhủ cũng là chuyện bình thường." Sở Du không nói chuyện, từ những lời nói ít ỏi của Sở Cẩm, Sở Du có thể tưởng tượng ra được đoạn đường này Sở Cẩm khó khăn đến thế nào. Từ nhỏ nàng ta đã cẩm y ngọc thực, bàn tay trói gà không chặt, diện mạo lại xinh đẹp, tuy rằng có tâm kế nhưng chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân gian. Nàng ta và Tạ Vận quen sống nơi hậu trạch, cho rằng thanh danh lớn hơn trời, cho rằng nói sau lưng người khác vài lời chính là ác độc, cho rằng hủy hoại một mối hôn nhân là có thể hủy hoại cả đời nữ tử. Lại không biết, trong thời điểm loạn thế này, mạng người như cỏ rác, so sánh hậu trạch của các nàng với nỗi khổ trên thế gian này chỉ là điều nhỏ bé không đáng kể. Sở Du thở dài đứng lên, đi tới lều trại của Sở Cẩm. Vừa mới đi đến bên ngoài, Sở Du đang định lên tiếng thì nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến tiếng khóc nức nở. Sở Du hơi cứng người, đứng trước cửa lều nghe một lát, cuối cùng nàng vẫn xoay người rời đi. Vệ Uẩn từng nói với nàng, có con đường bản thân phải tự mình bước đi. Khi đứng bên ngoài lều trại Sở Cẩm, Sở Du đột nhiên cảm thấy câu nói đó rất đúng. Nàng xoay người trở về lều trại, không nghĩ nhiều tới chuyện Sở Cẩm nữa, mắt nhắm lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng mới vừa chợp mắt không lâu đã nghe thấy tiếng động của mình mã. Mặt đất hơi rung chuyển, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, rút trường kiếm bên cạnh giường ra. Trương Nguyệt vội vã vọt vào, cao giọng nói: "Phu nhân, địch tập kích!" Sở Du một tay cầm vũ khí, vừa mặc áo giáp vừa đi ra bên ngoài. Sau khi lao ra ngoài, chỉ thấy thiết kỵ từ xung quanh như thủy triều, tiếng hô rung trời. Sở Du xoay người lên ngựa, ánh mắt nhìn về phía thành Phượng Lăng, lại thấy bên ngoài thành Phượng Lăng không có binh lính. "Vào thành!" Nàng cao giọng ra lệnh, tiếng trống trận bên cạnh vang lớn. Lúc này Sở Cẩm kéo theo mấy đứa bé vội vàng chạy tới. Đầu tóc Sở Cẩm vẫn còn ướt, chân người chỉ khoác một chiếc áo sam đơn bạc. Nếu ở Hoa Kinh, nàng ta tuyệt đối sẽ không thể chạy ra ngoài như vậy. Nàng ta vội vàng đi tới trước mặt Sở Du, đẩy đứa trẻ tới trước mặt Sở Du, nôn nóng lên tiếng: "Dẫn bọn hắn đi." Sở Du không nói hai lời, cùng Trương Nguyệt, Vãn Nguyệt mỗi người kéo một đứa bé lên ngựa. Sở Cẩm cũng xoay người lên ngựa, kéo một đứa bé vào trong ngực. Sở Du giơ cao quân kỳ, dẫn đầu đội quân hô lớn: "Vào thành, vào thành, vào thành!" Giọng nói của nàng vang vọng trong bóng đêm. Đội quân vốn dĩ rối loạn vì bị tập kích bắt đầu chỉnh đốn trở lại. Sở Du ném quân kỳ cho Trường Nguyệt, bình tĩnh nói: "Che chở nhị tiểu thư, dẫn người lên núi." Nói xong, nàng xách theo kiếm trở về tìm Trương Vân. Trương Vân đang từ trước người ngăn cản phía sau, Sở Du nhanh chóng chỉnh đốn đội quân di chuyển lên núi. Quân địch đánh bất ngờ nhưng cũng may bị phát hiện sớm. Đa số quân địch vẫn còn chưa đuổi tới, đám người Sở Du nhanh chóng sơ tán cũng không tới mức phải cố hết sức. Sở Du và Trương Vân dẫn người cản phía sau, thấy đa số binh lính đã tới trước cổng thành Phượng Lăng. Sau khi Phượng Lăng mở cổng thành, Sở Du hô to một tiếng: "Rút!" Trương Vân dẫn người cùng Sở Du chạy như điên. Chỉ Bình đuổi theo phía sau kéo cung tên, Sở Du và Trương Vân chạy vào trong rừng. Tiếng gào từ phía sau truyền đến, tốc độ của Sở Du và Trương Vân nhanh hơn. Khi đợt mưa tên thứ hai đổ xuống, ngựa của Trương Vân khuỵu chân xuống bãi cỏ. Chỉ thấy ngựa hí vang một tiếng, Trương Vân đột nhiên ngã khỏi ngựa.
Một mũi tên lập tức cắm vào trên người hắn, đau tới mức hắn kêu thành tiếng. Sở Du ghìm ngựa lại, hô to: "Trương tướng quân, đi!" Trương Vân gào lớn, binh lính bên cạnh điên cuồng chạy về hướng núi Phượng Lăng. Dưới ánh trăng, trên mặt Trương Vân mang theo máu, hét thành tiếng: "Đi mau!" Sở Du mím môi, lại đánh ngựa trở lại. Khi cơn mưa tên một lần nữa rơi xuống, truy binh cũng gần tới nơi. Sở Du khom lưng trên ngựa, dùng kiếm móc lấy đai lưng Trương Vân, kéo hắn lên ngựa, đồng thời xoay tròn áo khoác trên đỉnh đầu ngăn cản mũi tên từ phía sau bay tới, xoay người thúc ngựa chạy về phía trước. Truy binh đuổi theo bao vây Sở Du, trường kiếm Sở Du quét ngang, một tay xách Trương Vân khiêng lên vai, nhón mũi chân nhảy thẳng về phía trước, phá vỡ đám đông, trực tiếp rơi xuống trên cây, sau đó nương theo nhánh cây chạy như điên xuống chân núi. Trong quân đội Bắc địch bất chợt có mười mấy hắc y nhân tách ra đuổi theo Sở Du. Trương Vân che miệng vết thương, khàn khàn nói: "Vệ phu nhân, ngài buông ta!" "Cầm miệng!" Sở Du vừa dứt lời nên ném Trương Vân về phía trước. Trương Vân trợn to mắt, Sở Du lại nương theo nhánh cây, đu người lên theo quán tính, nhảy xuống trước mặt Trương Vân, bắt lấy nương quần Trương Vân, một lần nữa vác lên vai. Sau mặt Trương Vân tránh bệch, run run nói: "Vệ phu nhân, ngài vẫn nên buông ta." Sở Du bật cười dưới ánh trăng nói: "Trương tướng quân phải chịu thiệt rồi." Khi nói chuyện, Sở Du lại đột nhiên ném Trương Vân một lần nữa, trong tay bắn ra mấy chục phi tiêu, rồi sau đó lại bắt lấy Trương Vân, khom lưng rút kiếm quét ngang, tránh thoát khỏi đợt đánh lén đầu tiên của sát thủ Bắc địch. Thân hình Sở Du linh hoạt, lưỡi kiếm như bạch xà phun độc, lại như long du nhập biển, động tác nhìn qua vừa nhẹ vừa chậm, nhưng mỗi một lần đều gãi đúng chỗ ngứa mà tránh thoát khỏi đợt tập kích của đối phương. Mười mấy người không thể làm gì Sở Du, Trương Vân bị Sở Du ném tới cồn cào ruột gan. Khi một lần nữa bị ném văng ra ngoài, đúng lúc một sát thủ ngã xuống bên cạnh, Trương Vân thật sự không nhịn được, oà phun hết ra ngoài. Đối phương sợ tới mức vội vàng thối lui. Cũng chính giờ khắc này, Sở Du theo sát dùng kiếm đâm thẳng vào lồng ngực đối phương, sau đó lại lui về phía sau, xách theo Trương Vân chạy về phía trước mấy chục trượng. "Làm rất tốt." Sở Du cười tủm tỉm nhìn Trương Vân. Trương Vân nhắm mắt lại, đời này hắn chưa từng cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ. Giờ khắc này hắn chỉ mong mình đau đến ngất xỉu tại chỗ. Một đường vừa đánh vừa chạy, càng ngày càng có nhiều người hướng về phía Sở Du. Lực chú ý của Bắc địch bị Sở Du hấp dẫn, ngược lại các tướng sĩ khác dễ dàng chạy thoát hơn nhiều. Đội quân nhanh chóng vào thành, cuối cùng chỉ còn lại Sở Du vẫn dây dưa ở bên ngoài. Đám người Sở Cẩm đứng ở đầu tường nhìn trận chiến kịch liệt dưới chân núi. Tất cả mọi người đều chạy khỏi rừng, nàng ta kiểm kê số người. "Sở Du đâu? Tỷ tỷ nàng ta đâu?" Cả người Sở Cẩm run rẩy, cắn răng không dám nói lời nào. Không còn ai từ rừng rậm chạy ra, Sở Cẩm siết chặt nắm tay. Huyện lệnh Phượng Lăng đang định nói gì đó thì thấy một người mặc bạch y từ trong rừng rậm vọt ra. Dưới chân núi Phượng Lăng là một mảnh đất trống riêng biệt, giúp cho tầm nhìn của mọi người được rõ ràng hơn. Hiện giờ mọi người nhìn thấy một nữ tử xách theo một người nam nhân lao ra ngoài, thân hình như hạc, theo sát phía sau là mười mấy thân ảnh. Bị mười mấy người bao vây, nhưng nàng không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn mang theo vài phần hào khí kiêu ngạo. "Mau mau mau, cứu người!" Huyện lệnh Phượng Lăng lập tức lên tiếng, tiếng trống trận vang lên. Sở Du nhìn thấy bên trong rừng rậm Phượng Lăng đột nhiên nhảy ra mười mấy thanh niên. Những người đó đều mặc áo xanh, đeo mặt nạ bạch ngọc, thậm chí tư thế cầm kiếm đều giống nhau như đúc. Bọn họ tiến lên ngăn cản, Sở Du nhanh chóng lui về phía núi Phượng Lăng. Những người này không hề ham chiến, cũng lập tức lui trở về. Sở Du không dám lơi lỏng, ném Trương Vân vào tay một người áo xanh trong đó nói: "Ta cùng tướng sĩ bảo vệ núi." "Không cần." Người mặc áo xanh kia lắc đầu, vừa dứt lời Sở Du đã thấy quân Bắc địch vọt lên núi. Mà giờ khắc này, cả ngọn núi tựa như đang đứng trên một tấm lưới lớn, mấy vạn mũi tên đồng thời bắn về phía quân địch. Khoảng cách của những mũi tên này dường như đã được tính toán từ trước, bảo đảm mỗi mũi tên đều trúng một người. Sau một đợt mưa tên, quân Bắc địch ngã đổ ào ạt. Lúc này Sở Du mới nhìn rõ bên trong rừng rậm có một tấm lưới kết thành dây cung. Bên cạnh mỗi một tấm lưới có một người đang đứng. Trên mỗi điểm đan xen ngang dọc của tấm lưới có một vị trí sắp đặt mũi tên. Trên đỉnh của tấm lưới có hộp đựng mũi tên. Sau khi hoàn thành cơn mưa tên thứ nhất, mũi tên trong hộp sẽ tự động rơi xuống các vị trí trên tấm lưới. Người bên cạnh sẽ thao tác điều chỉnh tấm lưới, cuối cùng thống nhất bắn ra. Vạn tiễn bắn ra cùng một lúc. Trước này Sở Du chưa từng nhìn thấy loại công cụ phòng thủ quỷ dị lại chấn động như vậy. Mà người mặc áo xanh đeo mặt nạ bên người nàng đều mang vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói: "Núi Phượng Lăng tự có phương pháp bảo vệ, xin phu nhân lên núi trước đi." Sở Du cũng không chần chừ gật đầu, anh nhìn thoáng qua tấm lưới kia, sau đó dẫn theo Trương Vân lên núi. Người mặc áo xanh lại dùng kiếm ngăn cản nàng, nói:
mời đi theo ta. Nói xong, người nọ dẫn Sở Du sang bên cạnh. Ở đó có một vật giống như thang gỗ chạy dài. Trên thang gỗ đó có một chiếc giường gỗ lớn. Đối phương giơ tay chỉ vào chiếc giường gỗ nói: xin phu nhân để vị tướng quân này vào trong chiếc giường gỗ. Hiện giờ đối mặt với tất cả những thứ quỷ dị này, mặc dù trong lòng Sở Du bất an, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời thả Trương Vân vào. Đối phương gật đầu, từ trong giường gỗ lôi ra một sợi dây thừng dùng để cố định Trương Vân. Sau đó hắn đứng bên phải giường gỗ, bàn tay đặt lên trên thành giường gỗ, nói với Sở Du: mời ngài đứng sang bên trái ta. Sở Du trầm mặc đứng sang bên trái, học bộ dáng người nọ, đặt tay lên thành giường gỗ. Người nọ khen ngợi gật đầu, cong lưng, bàn tay đặt trên thành giường gỗ dùng lực. Đột nhiên, Sở Du phát hiện chiếc thang gỗ dưới chân mình dường như đang chuyển động. Chiếc giường gỗ cũng được đẩy lên, tiến thẳng về hướng trên núi. Sở Du bị cảnh tượng quỷ dị này làm cho kinh sợ, nàng đứng im không nhúc nhích. Trương Vân thì sợ tới mức hai mắt trợn tròn, sau đó ngất xỉu. Chỉ trong chốc lát, ba người lên tới đỉnh núi. Giường gỗ của người áo xanh dừng lại, hắn nói với Sở Du: vật này gọi là thang gỗ, sau này phu nhân có thể dùng vật này lên núi để tiết kiệm thể lực. Sở Du cứng nhắc gật đầu. Từ trong thành có người lao ra đỡ Trương Vân đi vào. Lúc này một lão nhân mặc quan phục tri phủ vội vàng bước ra vái lạy Sở Du, nói: vi thần Lưu Vinh bái kiến vệ đại phu nhân. Lưu đại nhân mau mau đứng lên. Sở Du vội nói: tại hạ phụng mệnh đến trấn thủ Phượng Lăng, một tháng này mong đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Không nói tới chỉ điểm. Lưu Vinh thở dài, nhấc mắt nhìn phía sau lưng nàng nói: thôi, xin vệ đại phu nhân vào trong nói chuyện. Sở Du gật đầu cùng Lưu Vinh vào thành. Lưu Vinh nghênh đón nàng và phủ nha huyện lệnh cho người dâng trà cho Sở Du. Sau khi hạ nhân lui xuống, ông mới nghiêm túc nói: vệ đại phu nhân, lần này tiến đến thủ thành, bệ hạ có nói đồ vật trong thành định đưa về đâu không? Sở Du hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc nói: ngài nói đồ vật gì? Lưu Vinh thấy Sở Du hỏi lại, trên mặt hiện lên một tia sầu lo, sau đó lập tức nói: thôi vậy, không biết khi phái vệ đại phu nhân tới, bệ hạ nói như thế nào? Bệ hạ bỏ ta thủ thành một tháng. Sở Du nghiêm túc nói: Lưu đại nhân yên tâm, trong một tháng này ta tất sẽ cùng sinh cùng tử với Phượng Lăng. Lưu Vinh nhíu mày tiếp tục nói: ngài có mang lương thảo tới không? Lần này. Nghe được lời này, Sở Du hơi ngượng ngùng nói: sợ rằng phải mở kho lúa thành Phượng Lăng ra cứu tế. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Vinh trắng bệch, dồn dập lên tiếng: thành Phượng Lăng không có kho lúa, khi tới đây vệ đại phu nhân không biết sao? Sở Du đột nhiên ngẩng đầu, nghe Lưu Vinh nôn nóng nói: lão thần rất nhiều lần viết thư vào kinh là vì muốn xin lương thảo, thế nhưng không phải ngài mang lương thảo tới đây sao? Nghe vậy, trong mắt Sở Du đã hiểu, một tòa thành không có lương thảo lại đóng quân rất nhiều binh mã như vậy là có ý gì? Nàng lập tức đứng dậy, nôn nóng nói: ta dẫn người rời đi, chúng ta không thể lưu lại nơi này thủ thành. Nhưng mà còn chưa dứt lời, người mặc áo xanh vừa đưa Sở Du lên núi tiến vào, bình tĩnh nói: đại nhân, đại phu nhân, bác định bao vây thành Phượng Lăng, bên ngoài có bao nhiêu người? Sở Du nôn nóng lên tiếng, nhưng mà không đợi người nọ mở miệng, nàng lại lập tức nói: ta dẫn người đi ra ngoài. Hơn 10 vạn. Người nọ bình tĩnh mở miệng, Sở Du cứng người tại chỗ. Nếu người chỉ có tới mấy vạn, có lẽ Sở Du còn có thể nắm chắc 5 phần dẫn người xông ra ngoài. Nhưng mà đối phương có 10 vạn, ước chừng 10 vạn người. Bọn họ đang chỉnh đốn quân đội, tạm thời không công thành. Trong giọng nói người mặc áo xanh không mang theo nửa phần sinh khí, như không chút nào để ý tới chuyện trước mắt, bình tĩnh nói: có vẻ như nhân số vẫn còn gia tăng, chắc hẳn đang tiếp tục điều binh, dự định công thành trong một trận. Sở Du không nói chuyện, Lưu Vinh gấp đến độ đi tới đi lui. Bệ hạ đang suy tính điều gì? Rốt cuộc bệ hạ đang muốn làm gì? Lưu Vinh còn đang hỏi, trong lòng Sở Du đã hiểu rõ. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống phương hướng Hoa Kinh. Vị bệ hạ suy tính điều gì? Đại khái nàng đã hiểu. Mà bên trong cung điện Hoa Kinh cách đó 800 dặm, giờ phút này ca vũ thanh bình, thần đức đế đứng dưới nhà thủy tạ, đưa lưng về phía thái giám tổng quản Hoàng Toàn Hữu nói: chắc hẳn Sở Du đã tới Phượng Lăng rồi, ngươi nói khi nào Bắc địch mới động thủ? Bệ hạ, suy nghĩ này của ngài khiến lão nô hồ đồ. Hoàng Toàn Hữu tiến lên phủ thêm áo choàng cho thần đức đế nói: ngài thiết lập các cơ quan bên ngoài thành nhiều năm như vậy, Hàn đại nhân thật vất vả mới nghiên cứu chế tạo ra hỏa dược, ngài lại thả tin tức này cho Bắc địch biết, rốt cuộc ngài có ý định gì? Ý định gì? Thần đức đế hừ lạnh ra tiếng: không tìm cho Bắc địch một mục tiêu, bọn chúng sẽ nhanh chóng đánh tới Hoa Kinh. Hiện giờ trẫm bày sẵn mục tiêu cho Tô Cha,
Tôi chả biết giá trị của Thành Phượng Lăng, nhất định sẽ không tiếc bất cứ thứ gì đánh hạ Thành Phượng Lăng. Ngươi cho rằng chẳng đưa Sở Du qua đó làm gì? Ngươi thật sự cho rằng một nữ tử thống lĩnh được quân đội đại sở? Sở Du qua đó, Sở gia có thể ngủ ngon sao? Vệ gia có thể ngủ ngon sao? Nhìn đi, Sở Lâm Dương và Vệ Uẩn nhất định sẽ xuất binh giúp Sở Du. Bọn họ xuất binh giúp chấm kiềm chế quân chủ lực của Tô Cha. Chấm sẽ phái Diêu Dũng ra thu dọn tàn binh còn lại của Bắc địch. Diêu Dũng chỉ cần thắng vài trận, chấm sẽ có lý do tước bỏ quân quyền của Vệ gia và Tống gia. Bệ hạ, Hoàng Toàn Hữu thở dài. Kỳ thật, hiện giờ Trấn Quốc Hầu còn không phải là giận dỗi với ngài chuyện của Diêu tướng quân sao? Diêu tướng quân vẫn luôn không đánh, ngài lại ép Trấn Quốc Hầu ra tiền tuyến, trong lòng Trấn Quốc Hầu tự nhiên sẽ không vui. Nếu ngài cũng cưỡng bức Diêu tướng quân một phen, nô tài nghĩ Trấn Quốc Hầu cũng sẽ không dừng lại ở đó đi. Hồ đồ! Thần Đức Đế mắng. Ngươi cho rằng Vệ Uẩn buộc trẫm phạt Diêu Dũng là vì cái gì? Diêu Dũng là thần quân của trẫm, là một cây đao đối kháng với thế gia bọn chúng. Hiện tại hắn lại giữ lực lượng Vệ gia, buộc trẫm phải lệnh cho quân của Diêu Dũng đối địch chính diện là vì muốn hao tổn quân lực của Diêu Dũng. Khi quân lực của Diêu Dũng hao tổn, nếu hắn mưu nghịch, ai có thể ngăn được hắn? Ngươi cho rằng trên chiến trường mấy vạn đao binh đi nơi nào? Nếu không phải Vệ Uẩn hắn sai sử, đao binh có thể nhiều như vậy? Ngươi cho rằng Vệ Uẩn mua nhiều đất trồng lương thực ở Lạc Châu để làm gì? Không phải nuôi dưỡng quân đội, hắn hà tất gì phải làm như thế? Hắn trẻ con tính toán mưu nghịch, cho rằng trẫm không biết sao? Là lão nô ngu dốt, bệ hạ thánh minh. Hoàng Toàn Hữu vội vàng giơ tay tát cho mình một cái. Thần Đức Đế hừ lạnh. Hắn muốn dùng Bắc địch uy hiếp trẫm, coi trẫm là tên ngốc sao? Quét tước nhà cửa sạch sẽ trước khi đãi khách, mấy tên nhãi danh đó cứ chờ cho trẫm. Chờ Diêu Dũng bình định được quân đội Bắc địch, hai nhà Vệ Sở đấu với quân chủ lực của Tô Cha, người chết ta sống. Trẫm lập tức dẫn người săn bằng Vệ gia hắn. Trẫm đối đãi ân tình với Vệ gia hắn, hắn hồi báo như thế nào? Cứ luận tội mà trị. Đúng đúng đúng, Hoàng Toàn Hữu quỳ xuống nói. Bệ hạ liên thủ với Diêu đại nhân, Diêu đại nhân trung thành và tận tâm, tất sẽ bảo vệ bệ hạ muôn đời thiên thu. Lời này nói ra, nhưng lời dư lại của Thần Đức Đế đột nhiên không nói lên lời. Hoàng Toàn Hữu còn chưa nói gì, không biết vì sao ông bất chợt nhớ tới Cố Sở Sinh. Chuyện của Cố Sở Sinh, rốt cuộc là Diêu Dũng thật sự gạt ông, hay là Cố Sở Sinh được người sai sử thiết kế hãm hại Diêu Dũng? Thần Đức Đế không nói chuyện. Có loại hạt giống một khi gieo xuống, nó sẽ luôn bị chôn giấu trong lòng. Ánh mắt Thần Đức Đế nhìn về phương hướng Vệ gia, bắt đầu suy tư giờ khắc này. Vệ Uẩn ở trong nhà đang tính toán làm gì? Mà hiện tại, Vệ Uẩn đang lặng lặng nghe Cố Sở Sinh nói tình thế tại thành Phượng Lăng. Đời trước, đối với việc ở Phượng Lăng, Cố Sở Sinh có vài phần hiểu biết. Sự việc ở thành Phượng Lăng được che giấu cực kỳ cơ mật, dân chúng căn bản không rõ năm đó đã xảy qua chuyện gì. Nhưng Cố Sở Sinh lại biết đại khái. Năm đó tại thành Phượng Lăng, Sở Lâm Dương bị quân chủ lực của Bắc địch vây khốn. Nhưng mà Phượng Lăng thành lại không giống những thành trì khác. Các thành trì bình thường đều có kho lúa, nhưng thành Phượng Lăng lại không có lương thực dự trữ. Nếu nói nơi này là thành trì, còn không bằng nói địa phương này giống như một phủ nhà rộng lớn. Bởi vì không có lương thực, binh lính và dân chúng đều bị vây khốn ở bên trong. Lúc ấy trên chiến trường giằng co khắp nơi, Tống gia Sở gia không tránh mũi nhọn giống như hiện giờ. Vì thế ở trên chiến trường bị thiệt hại nặng nề, mà Diêu Dũng tiếc mạng giữ binh nên cũng không giao chiến chính diện. Bởi vậy Sở Lâm Dương thủ thành 3 tháng không hề có người đến cứu tế. 3 tháng không có lương thảo, có thể tưởng tượng được tình cảnh trong thành trở thành địa ngục nhân gian như thế nào. Nhưng mà trong thành không hề xảy ra bạo loạn, có thể thấy được Sở Lâm Dương đã đặt ra quy định gì đó. 3 tháng sau, Vệ Uẩn đến cứu viện, trong thành không còn bất cứ ai còn sống. Có người chết trên chiến trường, có người chết trong bụng người khác. Địa ngục nhân gian như vậy, trong nháy mắt khi hắn biết tin Sở Du đến đó đã phát điên. Hắn biết thành Phượng Lăng sẽ xảy ra chuyện sau tai nạn của Tống Văn Xương. Vốn tính toán lấy cớ đi tìm Vệ Uẩn thương nghị, không nghĩ trước khi tới đã nhận được tin tức của Sở Du. Cố Sở Sinh thất thố, giọng nói run run. Vệ Uẩn lặng lặng nghe hắn nói tình huống tại thành Phượng Lăng. Cố Sở Sinh không nói điều gì xảy ra khi Sở Lâm Dương đi thủ thành, chỉ giải thích chuyện quân chủ lực của Bắc địch và lương thảo trong thành. Vệ Uẩn hiểu những gì Sở Du phải đối mặt. Sau mặt Vệ Uẩn bình tĩnh hỏi, vì sao Bắc địch lại đem quân chủ lực đặt tại Phượng Lăng? Cố Sở Sinh hơi sửng sốt. Vấn đề này kiếp trước hắn đã nghĩ tới nhưng vẫn không nghĩ ra. Năm đó Sở Lâm Dương bị Thuần Đức Đế phái đi. Sau khi Sở Lâm Dương chết, Thuần Đức Đế đã cho thân tín đi xử lý chuyện này. Cho nên năm đó, rốt cuộc vì sao thành Phượng Lăng bị tấn công, có lẽ chỉ có Thuần Đức Đế và Sở Lâm Dương biết. Vệ Uẩn nhìn ra Cố Sở Sinh không biết đáp án,
Chàng cũng không hỏi tính thật giả trong tin tức của Cố Sở Sinh, chỉ nhìn sắc mặt trắng bệch của người trước mắt, chậm rãi nói: "Ngài muốn mượn 5 vạn nhân mã của ta là bởi vì muốn đi cứu Tẩu Tẩu?" Cố Sở Sinh đã bình tĩnh hơn, hắn gật đầu xác nhận. Vệ Uẩn nâng ly trà, bình tĩnh nói: "Ngài cho rằng vì sao bệ hạ muốn một nữ nhân như Tẩu Tẩu lãnh binh thủ thành?" Cố Sở Sinh hơi sửng sốt, sau đó mở to hai mắt, hiểu rõ ý tứ trong này. Đây là ngòi dẫn của hoàng đế. Hoàng đế đưa Sở Du đi qua, vốn định dùng sinh tử của nàng để kiềm chế hai nhà Vệ Sở. Nhưng một nữ tử quan trọng như vậy sao? Cố Sở Sinh nhìn Vệ Uẩn, tim đập rất nhanh, hắn dồn dập hỏi: "Cho nên, ngài không tính cứu nàng?" Vệ Uẩn nồng mắt nhìn Cố Sở Sinh, kiên định nói từng câu từng chữ: "Cứu." Nhưng trước khi Cố Sở Sinh thở vào nhẹ nhõm, chàng lại nói tiếp: "Nhưng mà, ngài không cần tới Phượng Lăng, ta sẽ qua đó, ngài giúp ta là một chuyện khác." Cố Sở Sinh cau mày, trên mặt Vệ Uẩn chấn định, tim đập nhanh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cả người cứng đờ. Vệ Uẩn máy móc mở miệng: "Ta muốn ngài đi làm thuyết khách, tìm tân hoàng của Bắc Địch Tô Sán, khuyên hắn đánh tới Thiên Thủ Quan." Cố Sở Sinh hơi sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại: "Tôi cha đa mưu túc trí, Tô Sán lại là một kẻ ngu. Thiên Thủ Quan mới là mấu chốt của Đại Sở, nếu Tô Sán muốn đánh tất nhiên sẽ điều binh từ Phượng Lăng đi. Như vậy áp lực của Sở Du sẽ giảm bớt. Trước đó, ta sẽ dẫn khinh kỵ binh quấy rối trận chiến tại Phượng Lăng. Hắn vây khốn Phượng Lăng, ta sẽ cướp lều thảo của hắn." Cố Sở Sinh không nói chuyện. Sau một hồi, hắn cắn răng nói: "Được." Nói xong, hắn đứng dậy, nói với Tiết Hàn Mai ở ngoài cửa: "Ngài nói giúp một tiếng với trưởng công chúa, cứ nói ta bỏ chạy rồi." Tiết Hàn Mai hơi sửng sốt, sau đó cười ra tiếng: "Được." Cố Sở Sinh ngừng trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn Vệ Uẩn nói: "Vệ Uẩn, ta nói cho ngài biết, lần này ta nghe lời ngài, thế nhưng nếu vì thế mà Sở Du xảy ra chuyện, cho dù ta liều mạng cũng sẵn bằng Vệ gia ngài." Nghe được lời này, Vệ Uẩn nướng mắt nhìn hắn: "Nếu Tẩu ấy chết?" Giọng nói Vệ Uẩn như chết lặng. "Ngài cho rằng Vệ gia ta còn thứ gì cho ngài săn bằng?" Cố Sở Sinh hơi sửng sốt. Vệ Uẩn chấm bàn, chậm rãi đứng dậy. Động tác của chàng rất nặng nề, rất chậm, dường như chịu áp lực từ ngàn quân. Cố Sở Sinh chợt ý thức được, cả đời này đối với Vệ Uẩn mà nói, Sở Du chính là nửa bầu trời của Vệ gia. Nếu nói nơi này có ai không muốn Sở Du chết nhất, hắn là một người. Người còn lại tất nhiên là Vệ Uẩn. Mà sau khi Vệ Uẩn đứng lên, chàng cắn chặt răng, chống đỡ chính mình trở lại nội đường. Chàng xoay người đi tới hành lang dài, xung quanh không còn ai khác mới hoàn toàn buông lỏng, dựa lưng lên tường, hô hấp dồn dập. "Tiểu hầu gia!" Vệ hạ kinh hô ra tiếng. Vệ Uẩn nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Cho người chuẩn bị ngựa, lập tức khởi hành." Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 62. Phượng Lăng Thành không có lương thực, nhưng mà hoàng đế vẫn phái nàng tới đây. Vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ vì sao hoàng đế lại dễ dàng cho một nữ tử thống lĩnh quân đội như vậy. Hiện giờ nghĩ lại, ông ta nào muốn nàng dẫn binh? Chủ soái chân chính là Trương Vân, nàng chỉ là một quân cờ đứng tại thành Phượng Lăng, thu hút hai nhà Vệ Sở tới cứu. Cho dù hai nhà Vệ Sở không tới, hai vạn người nàng dẫn theo cũng phải dùng mạng bám trụ tại Phượng Lăng. Về phần những cơ quan phải hao tổn công sức làm ra đó thì sao? Vốn dĩ Bắc Địch cũng không định để Đại Sở trốn thoát, cho nên mấy lần Phượng Lăng Thành truyền tin ra ngoài đều bị chặn lại. Bắc Địch căn bản đang muốn kéo dài thời gian. Thời điểm Phượng Lăng cầu viện, mặc dù Bắc Địch không tấn công Phượng Lăng nhưng vẫn luôn điều binh tới đây. Nếu không cứu được Phượng Lăng, Đại Sở dứt khoát coi nơi này như một bó đuốc chiến hỏa. Sở Du hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lưu Vinh. "Bệ hạ đã hạ tử lệnh cho các ngươi, đúng không?" Lưu Vinh hơi sửng sốt, Sở Du lại hiểu rõ. "Nếu thành bị phá, các ngươi đều không thể sống sót, đúng không?" Lưu Vinh trầm mặc không nói, nam tử mặc áo xanh lại mở miệng nói. "Nếu lưỡi đao này không thể cho Đại Sở sử dụng, như vậy chúng ta tình nguyện hủy hoại, không thể cho người khác hưởng lợi. Cho nên đời trước, thành Phượng Lăng không còn một người sống. Cho nên đời trước, bên trong thành Phượng Lăng phần lớn đều bị đốt cháy." Sở Du nhìn bọn họ, bình tĩnh nói. "Không nghĩ tới việc đầu hàng sao? Bắc Địch nhắm tới đồ vật trong tay các ngươi mà đến. Nếu đầu hàng, lấy năng lực của các ngươi nhất định sẽ được Bắc Địch hậu đãi." "Ngài muốn đầu hàng?" Lưu Vinh kích động lên tiếng nói. "Trăm triệu không thể, trăm triệu không thể. Ngài cũng biết ta xây dựng thành Phượng Lăng tốn mất bao nhiêu tâm tư đi. Ngài, nữ nhân này, nếu chúng ta đầu hàng, Đại Sở sẽ thế nào?"
Nam tử mặc áo xanh kia cực kỳ bình tĩnh. Hiện giờ bệ hạ ngu ngốc nhiều mưu tính, tướng sĩ bị buộc phải sử dụng thủ đoạn chính trị để chống lại. Quân không ra quân, thần không ra thần. Kẻ hèn Bắc địch có 20 vạn thiết kỵ, không tới nửa năm đã tóm lên Giang Sơn. Nếu Phượng Lăng ta thất thủ, đại sở thật sự sẽ mất nước sao? Nam tử áo xanh nâng mắt, ánh mắt mang theo sự kích động. Ta mang danh ẩn tích ở đây 10 năm, chẳng lẽ để nhìn thấy nước mắt trong tay chúng ta? Ta hiểu. Sở Du gật đầu, nàng lùi một bước, vuốt tay áo khom người. Mới vừa rồi, Sở Mỗ có điều mạo phạm, hy vọng đại nhân bao dung, hai vị đại nhân yên tâm. Sở Du ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Sở Du tất lấy thân bảo vệ thành, thành còn người còn. Từng câu từng chữ của nàng nói được đặc biệt kiên định. Thành mất, người mất. Phu nhân yên tâm, hạ quan cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp phu nhân. Liêu Vinh vội vàng lên tiếng, đỡ Sở Du ngồi dậy. Sở Du quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh bên cạnh. Xin hỏi đại nhân họ gì? Hàn. Đối phương lạnh nhạt lên tiếng. Hàn Tú. Sở Du ngẩn người, lập tức nói. Quý phu nhân có phải họ Lý hay không? Ánh mắt đối phương hơi chớp động, gật đầu. Quý phu nhân, ta vừa nhìn thấy. Hàn Tú bình tĩnh mở miệng, giọng nói khàn khàn. Bốn tiểu tử của ta đều đã vào thành, nàng ấy không ở đây, tất nhiên là không còn nữa. Sở Du nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hàn Tú xoay người nói. Chắc hẳn Bắc địch sẽ nhanh chóng chuẩn bị đợt công thành thứ hai. Trương tướng quân nói trận chiến này ngài là chủ soái, xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Hàn Tú đi ra ngoài, Liêu Vinh tiến lên hòa giải. Ngày thường tính tình ông ấy chính là như vậy, ngài không cần để ý. Không sao. Sở Du lắc đầu nói. Làm phiền đại nhân mau chóng kiểm kê dân chúng và lương thực trong thành cho ta. Ta sẽ cho người trong quân đi kiểm kê ngựa. Hiện giờ có khả năng chúng ta phải cực khổ thủ thành một khoảng thời gian. Vào thời khắc mấu chốt, chỉ có thể lấy chiến mã làm lương thực. Có lẽ không chỉ một thời gian, mà là một khoảng thời gian rất dài. Sở Du không dám nhiều lời. Đời trước Sổ Lâm Dương thủ thành 3 tháng. Hiện giờ mặc dù thế cục không còn như trước, nhưng rõ ràng đối với Sở Gia và Vệ Gia mà nói, lúc này đem quân tới cứu Phượng Lăng cũng không phải là hành động sáng suốt. Còn có, nguồn nước trong thành từ đâu mà có? Vấn đề này ngài yên tâm. Lưu Vinh gật đầu nói. Nước trong thành Phượng Lăng đều là nước mưa và nước ngầm, nước sông dưới chân núi chảy từ trên xuống. Sở Du gật đầu. Lưu Vinh giới thiệu cho nàng một số địa điểm quan trọng trong thành. Sau đó Hàn Tú tới nói cho nàng một vài cơ quan phòng tuyến trong núi Phượng Lăng. Là trọng địa phòng tuyến, vấn đề phòng thủ của núi Phượng Lăng rất tốt. Sở Du dẫn theo binh mã suốt đêm làm quen với các loại khí cụ phòng vệ của núi Phượng Lăng, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Nhiều thứ tốt như vậy, vì sao Hàn đại nhân không cho binh bộ biết? Giá trị và phí tổn quá cao, biết cũng vô dụng. Hàn Tú lạnh nhạt lên tiếng. Hơn nữa đối lập với Bắc địch, đại sở vốn am hiểu việc thủ thành. Nhiều năm như vậy, Bắc địch cũng chỉ như tống tiền mà thôi. Sở Du nhíu mày, nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nói từ trước tới nay, đồ vật thành Phượng Lăng làm ra đều là những thứ có hoa không có quả, không có cách nào phổ cập, vì sao hoàng đế còn coi trọng thành Phượng Lăng như vậy? Rốt cuộc mục đích của Bắc địch là gì? Nhất định Bắc địch đã biết trong thành Phượng Lăng có thứ gì đó. Nhưng mà Hàn Tú không nói, Sở Du biết có hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời. Suy cho cùng, tuy rằng trước mắt đứng cùng một chiến tuyến, nhưng trước sau Hàn Tú vẫn là người của thần Đức Đế. Hai người mỗi người một tâm tư. Sau khi Hàn Tú đưa Sở Du đi làm quen với núi Phượng Lăng, Sở Du cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Mới ngủ được khoảng một canh giờ, núi Phượng Lăng vang lên tiếng kèn báo động. Bắc địch công thành lần thứ hai. Lần này hai bên đều đã có sự chuẩn bị. Sở Du xoay người rút kiếm lao khỏi phòng, dẫn theo Vãn Nguyệt, Trường Nguyệt một đường lao xuống núi. Liêu Vinh đứng trên thành lâu nhìn toàn bộ thế cục. Hàn Tú ở phía sau chỉ huy binh lính trong thành sử dụng các cơ quan. Sở Du dẫn binh lính canh giữ ở tuyến đầu. Hàn Tú bắn ra cơn mưa tên thứ nhất. Người Bắc địch quá nhiều, những kẻ còn lại đồng loạt xông lên đối mặt với cơ quan thứ hai là Đinh và Bụi Gai. Nếu tiếp tục đi lên phía trước sẽ tới trước núi Phượng Lăng, đối mặt với đám người Sở Du. Bọn nàng dùng bao cát xây dựng thành thành lũy, tạo ra một đường bao đơn giản, bảo hộ hàng xạ thủ phía sau. Rồi sau đó nhóm người Sở Du sẽ xông lên, mặc sức chém giết. Hết đợt này tới đợt khác, chính Sở Du cũng không biết mình đã chém giết bao lâu. Từ khi ánh sáng đầu tiên trong ngày xuất hiện, mãi cho tới khi bóng đêm buông xuống, Sở Du vẫn luôn xông lên tiền tuyến. Tiếng trống trận vang lên không ngừng. Trên chiến trường, nghe thấy tiếng trống trận thì chiến, nghe thấy tiếng kim loại thì ngừng. Không thể lui, không thể lui.
Sở Du chém giết tới mức thần trí chết lặng. Những người bên cạnh thay đổi hết đợt này tới đợt khác. Một binh sĩ ngã dưới chân nàng, Sở Du dùng kiếm bức lui quân địch, dẫn theo người vội vàng thối lui, rồi ném người đó ra phía sau thành lũy. Một đôi bàn tay đón được người, Sở Du ngẩng đầu nhìn lên, thấy Sở Cẩm mặc quần áo binh lính, trên mặt dính máu, sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu với nàng. Sau khi đón được binh lính thì nhanh chóng rút mảnh vải ra cột lên miệng vết thương của binh lính. Sở Du chỉ ngây người một giây như vậy, tiếp theo nhanh chóng trở về tiền tuyến. Sinh tử ở trước mặt, mọi chuyện đều phải gác lại. Trên chiến trường, không kể được mất. Rõ ràng Bắc địch muốn tấn công đánh một trận cho xong, bọn chúng người nhiều binh mạnh, mà đám người Sở Du lại chọn nơi hiểm yếu mà đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đánh đến khó phần thắng bại. Bắc địch tấn công 2 ngày 2 đêm vẫn không thể tiến thêm một tấc. Kể từ đó, sĩ khí quân đội Bắc địch bị giảm sút. Buổi tối trước ngày thứ 3, rốt cuộc Bắc địch cũng dừng lại, tạm thời chỉnh đốn quân ngũ. Sở Du chém giết nhiều tới mức trước mắt toàn một màu đỏ. Nàng xách đao ngồi cách Bắc địch không xa, nhìn chăm chăm vào bọn chúng như hổ rình mồi. Kiếm của nàng đã sớm bị chém đứt, trên chiến trường nhặt được cái gì dùng cái đó. Mái tóc được búi cao, áo giáp màu bạc phát ra hàn khí lạnh lẽo trong đêm. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm vào Bắc địch, giống như dã thú và con mồi đang giằng co. Người Bắc địch không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Chiêu thức giết người của nàng quá mức hung ác. Hiện giờ người Bắc địch nhìn thấy nàng luôn cảm thấy sợ hãi. Liêu Vinh xách theo bầu rượu giúp nàng lên tinh thần. Ông ngồi xổm xuống bên người nàng, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: "Nếu đánh tiếp như vậy sẽ chịu đựng không nổi, binh lính đều mệt mỏi." "Ta biết." Sở Du liếm đôi môi khô nứt, uống một ngụm rượu. "Ngài không cần lo lắng, nhiều nhất ngày mai bọn chúng sẽ lui binh." "Sao ngài biết?" Liêu Vinh hơi kinh ngạc. Sở Du trầm mặc, nàng uống thêm một ngụm rượu không nói gì. Sao nàng có thể không biết? Hiện giờ hoàng đế đang chờ Sở gia hoặc Vệ gia tới cứu nàng. Chỉ cần Vệ Uẩn biết tình huống tại Phượng Lăng, cho dù như thế nào cũng sẽ nghĩ cách tới đây. Từ Phượng Lăng tới Hoa Kinh khoảng 2 ngày đi đường, nếu Vệ Uẩn biết tin tức, tính toán thời gian chắc hẳn cũng sắp tới rồi. Sở Du nhắm mắt lại, rượu này có chút cay. Cùng thời điểm đó, bên phía đội quân Bắc địch đột nhiên hô hào. Sở Du mở choáng mắt, nhìn thấy binh mã Bắc địch ồ ạt rút lui giống như thủy triều. "Lui binh!" Thanh âm của Liêu Vinh có chút run rẩy. Sở Du đứng dậy, nàng không chút do dự nhón mũi chân, nhanh chóng nhảy lên ngọn cây, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa có một đội nhân mã bạch y ngân giáp, giơ cao quân kỳ, bên trên viết một chữ Vệ lớn. Bọn họ xông về phía thành Phượng Lăng, quân mã còn lại của Bắc địch đang hướng về phía bọn họ. Bọn họ dàn trận thành hình mũi tên, người dẫn đầu là thiếu niên tay cầm trường thương, khí thế như hồng thủy. Một đường phá vỡ thế tấn công của quân địch, đang dẫn theo khinh kỵ binh ở phía sau, chạy nhanh hướng tới Phượng Lăng Thành. Phía sau bọn họ còn có truy binh, trước sau tất cả đều là quân địch, tựa như chiếc thuyền nhỏ bị nước biển vây quanh, lướt nhanh trên sóng. Sở Du nhìn từ xa, cơ thể run nhẹ nhẹ. Không phải Bắc địch lui binh, rõ ràng bọn chúng đang ngăn chặn quân cứu viện. Đội quân cứu viện tới đây không nhiều lắm, bọn họ vốn dĩ có thể xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía Sở Du mà tới. Ánh mắt Sở Du dừng lại trên người dẫn đầu, bóng dáng của chàng càng ngày càng gần, cách ngàn quân vạn mã, thậm chí Sở Du còn có thể nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống trên người nàng, như có như không nhướng mày mỉm cười. "Chỉnh đốn quân đội." Sở Du nâng cao âm lượng, "Chỉnh đốn quân đội tiếp ứng." "Phu nhân." Liêu Vinh kinh ngạc, "Người quá nhiều, chúng ta cứu không được." "Ai còn có thể đứng dậy thì đứng dậy cho ta." Sở Du dương giọng, "Hiện giờ viện quân đã đến, chúng ta tùy ý chém giết đi." Sau khi hô to thành tiếng, Sở Du làm gương dẫn đầu xông ra ngoài. Trường Nguyệt Vãn Nguyệt hoàn toàn không hề do dự, nghe lệnh xông ra ngoài theo. Sau đó lục tục có người đứng lên. Đánh 2 ngày như vậy, rất nhiều người đã sớm thành thói quen đi theo phía sau Sở Du. Mà lúc này Sở Cẩm đang ở thành trì băng bó miệng vết thương cho một binh lính. Nàng ta đứng dậy, nhìn thấy thân ảnh Sở Du dẫn người lục tục lao ra ngoài. Mà Hàn Tú đứng phía trên hành lâu, dưới tấm mặt nạ màu trắng không nhìn ra hỉ nộ. Thân ảnh kia dẫn người hòa vào trong quân, Hàn Tú vẫn bất động thành sắc như cũ. Sở Cẩm cắn chặt răng, đột nhiên chạy về phía trống trận, túm lấy dùi trống, đột nhiên gõ thành tiếng. "Người làm gì vậy?" Tướng sĩ đứng bên cạnh kinh ngạc, muốn bước lên kéo Sở Cẩm ra. Hàn Tú lại giơ tay bình tĩnh nói, "Kệ nàng đi." Dùi trống trận rất nặng, so với dây đàn mà Sở Cẩm từng gảy thì hoàn toàn bất đồng. Nàng ta gắng sức gõ dùi xuống mặt trống. Các tướng sĩ trên tiền tuyến theo lệnh trống đứng lên, đuổi theo Sở Du xông ra ngoài.
Tiếng trống vang lên cao vút khiến trái tim mỗi người lính trên chiến trường đều cuộn trào nhiệt huyết. Quân đội Bắc địch chiến đấu 2 ngày, đối mặt với đủ loại vũ khí quỷ dị và binh lính trong thành Phượng Lăng đã sớm bị bào mòn sĩ khí. Giờ phút này nghe thấy tiếng trống trận, tiếng giết rung trời phía sau, nhất thời không khỏi loạn đầu trận tuyến. Mà ở phía trước, đội quân Vệ Uẩn mang đến đều là binh sĩ tinh nhuệ, vì thế Bắc địch bị kẹp giữa Sở Dù và Vệ Uẩn lập tức hỗn loạn, bắt đầu bỏ chạy khắp nơi. Một khi binh mã bắt đầu tán loạn, thế trận sẽ mất cân bằng. Trong nháy mắt, Vệ Uẩn không còn lực cản, chàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nữ tử đang cưỡi ngựa chạy về phía này. Cho dù gương mặt nàng đầy máu, búi tóc hỗn độn, nhưng thân sắc vẫn sáng ngời lộng lẫy, như ánh trăng dưới màn đêm, như ánh mặt trời sau cơn mưa. Nàng phá thiên quân vạn mã chạy về phía chàng. Một khắc kia, Vệ Uẩn bất chợt cảm thấy trời đất dường như không còn màu sắc, hết thảy đều trở nên an tĩnh, nàng trở thành màu sắc duy nhất trên đời. Vó ngựa như đang đạp trong lòng chàng, tạo ra tiếng vang kinh động. Từ trước đến nay, chàng vẫn biết nàng xinh đẹp, nhưng khoảnh khắc trên chiến trường này, lần đầu tiên chàng mới nhận thức được người này thật sự động lòng người tới mức nào. Nàng cưỡi ngựa lướt ngang qua người chàng, chỉ lưu lại một câu: "Ta cản phía sau." Sau đó húc thẳng ngựa về phía trước. Vệ Uẩn mím môi ngăn chặn ý cười, mở đường cho đội quân của mình tiến thẳng về phía hướng núi Phượng Lăng. Quân đội của Vệ Uẩn không tính là nhiều, thế nhưng động tác lại cực nhanh, không lâu sau đã an ổn tiến vào núi Phượng Lăng. Mà lúc này, Sở Du cũng mang theo người đánh trở về. Bắc địch quá đông, người chạy trốn và truy binh hòa vào nhau đã sớm loạn lên. Nếu không phải hiện giờ núi Phượng Lăng không có binh lực để sử dụng, thì giờ phút này là thời gian tốt nhất để truy kích. Sở Du có hơi tiếc nuối nhìn chiến trường, bên cạnh bất chợt vang lên tiếng người nói chuyện: "Đừng nhìn nữa, nếu tẩu tiếp tục đuổi theo, chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về." Sở Du quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Uẩn đang mỉm cười đứng bên cạnh nàng. Dường như bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ý cười của chàng chưa từng bị dập tắt. Sở Du đột nhiên ý thức được hai ngày nay mình không tắm rửa, trên người tất cả đều là máu và mồ hôi hòa vào nhau, rất hôi. Mà bộ dáng Vệ Uẩn thì tốt hơn nhiều. Chàng không giao chiến trực diện với quân địch, tuy rằng trên người chàng có vết máu, nhưng phát quan chưa loạn, vết máu trên mặt cũng được lau khô. Nhìn qua vẫn là thiếu niên nhẹ nhàng như gió. Lần đầu tiên chật vật đối mặt với Vệ Uẩn như vậy, không hiểu sao Sở Du sinh ra vài phần ngượng ngùng. Nàng ho nhẹ một tiếng nói: "Lên núi trước đi, ta có lời muốn nói với đệ." "Vâng." Vệ Uẩn gật đầu, xoay người cùng Sở Du lên núi. Lúc này Sở Du mới chú ý tới bao lương thực đặt bên cạnh thang gỗ. Lưu Viễn kích động chỉ huy người đưa lương thực kéo lên. Sở Du mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Vệ Uẩn nói: "Lương thực này ở đâu ra?" "Ta cướp lương thảo của tôi cha." Vệ Uẩn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Sở Du lại biết tình cảnh gian nguy trong đó. Nàng kinh ngạc nhìn Vệ Uẩn, nghe chàng bình tĩnh nói: "Cho nên tôi cha mới cho người một đường đuổi theo ta. Ta thấy không còn chỗ trốn, dứt khoát trốn vào thành Phượng Lăng." Nhất thời Sở Du cũng không biết có nên mắng chàng hay không. Thấy bộ dáng thiếu niên tỏ vẻ không sao cả, nàng nghẹn nửa ngày mới nói: "Đệ cướp lương thảo của hắn ta làm gì? Đệ đốt hết đi không phải tốt hơn sao?" Vệ Uẩn không nói chuyện, cúi đầu. Trong lòng Sở Du lộp bộp, nàng cảm thấy Vệ Uẩn không đến mức ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra. Nhưng mà Vệ Uẩn lại không có cách nào giải thích thành lời. Chàng đến sớm hơn một ngày theo kế hoạch, số lượng binh sĩ không đông, quả thật đốt cháy lương thảo sẽ tốt hơn. Nhưng từ xa chàng nhìn thấy Sở Du bị vây, nhìn thấy núi Phượng Lăng bị nhuốm máu, rốt cuộc chàng vẫn không thể nhịn được. Chàng muốn đến bên cạnh Sở Du, muốn cùng nàng thủ thành. Chàng biết ý của hoàng đế đơn giản chính là sử dụng quân đội về ra kiềm chế quân chủ lực Bắc địch để Diêu Dũng tấn công phía sau. Cuối cùng Diêu Dũng vẫn toàn thắng trận này. Khi đó vừa bảo vệ được Giang Sơn lại đảm bảo hoàng quyền không ngã. Chỉ là tất cả mọi mệt vệ ra hưởng, công lao Diêu Dũng chiếm. Hiện giờ hoàng đế giam giữ Liễu Tuyết Dương lại để Sở Du đi tìm chết. Có thể thấy được ở trong lòng hoàng đế, hiện giờ chàng đã giống như loạn thần tặc tử. Nếu để Diêu Dũng có cơ hội công kích đẩy lùi Bắc địch, sau chiến tranh chỉ sợ ngay cả Lăng Trì chàng cũng không đủ phát tiết nỗi hận trong lòng hoàng đế. Nhưng mà chàng vẫn còn quá trẻ, chàng không thể mặc kệ, không thể trơ mắt nhìn Sở Du một mình chém giết trên chiến trường. Chàng muốn sóng vai chiến đấu cùng nàng, thậm chí còn muốn che chở ở phía trước cho nàng, vì nàng mà đội trời đạp đất, vì nàng mà mở rộng lãnh thổ. Vì thế chàng dứt khoát cướp lương thảo của Tô Cha đưa tới Phượng Lăng Thành. Thủ thành thì thủ thành đi. Ngẫm lại, nếu có thể chết bên cạnh Sở Du, kỳ thật cũng chẳng sao. Nhưng mà chàng không dám nói ra những lời này. Mấy ngày liền chinh chiến khiến đầu óc chàng mệt mỏi, thậm chí không thể cân nhắc cái gọi là chết ở bên cạnh nàng cũng không sao là loại cảm xúc như thế nào.
Chàng chỉ biết ở bên cạnh Sở Du, nội tâm chàng mới cảm thấy an ổn. Sở Du thấy chàng không nói gì, nghĩ thấy chàng vẫn còn lần thiếu niên, xảy ra sai lầm cũng là chuyện bình thường. Nàng cười nói, không sao, đệ mang được lương thảo tới đây cũng đã là rất tốt rồi. Cứ lên trước đi, chúng ta sẽ bàn bạc bước tiếp theo. Vệ Uẩn gật đầu, cùng Sở Du đi vào núi. Sở Du vừa mới vào thành, thấy Sở Cẩm đứng trước mặt nàng. Đôi mắt nàng ta mang theo sự lo lắng, rồi lại bị chặn lại giữa răng môi. Sở Du chợt nhớ tới ánh mắt kiên nghị của cô nương này khi tiếp nhận binh lính trên chiến trường. Sở Du cười nói, Á Cẩm, tỷ tỷ. Sở Cẩm đánh giá nàng, nhưng lại không nói lên lời. Sở Du hiểu ý của nàng ấy, gật đầu nói, tỷ vẫn ổn, muội đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi. Sở Cẩm thở phào. Sở Du nhìn sắc mặt của nàng ấy, dịu dàng cười nói, Á Cẩm trưởng thành rồi. Chính bản thân nàng cũng trưởng thành. Nàng phát hiện giờ phút này mình nhìn Sở Cẩm có thể bình thản dịu dàng, thậm chí còn mang theo vài phần thưởng thức. Nàng ý thức được trưởng thành luôn tới một cách lặng yên, không một tiếng động. Vệ Uẩn vẫn luôn lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt chưa từng dịch chuyển. Chàng đi bên cạnh Sở Du, nhìn nàng một đường chào hỏi các tướng sĩ trong thành, sau đó dẫn chàng tới nơi ở của nàng. Trường Nguyệt Vãn Nguyệt tới chuẩn bị nước tắm rửa cho nàng. Bởi vì tiết kiệm vật tư cho nên Sở Du dùng nước lạnh. Nàng tùy ý cọ rửa một chút, tắm thật sự rất nhanh. Vệ Uẩn chờ ở bên ngoài, không lâu sau thấy Sở Du mặc áo choàng ra ngoài, ngồi bên cạnh chàng. Lúc đánh nhau trên chiến trường, ăn uống cũng vội vàng, giờ phút này rốt cuộc cũng dừng lại. Sở Du và Vệ Uẩn từ từ ăn uống, bắt đầu nói chuyện. Sở Du nói những tin tức mình biết được cho Vệ Uẩn, Vệ Uẩn cũng nói cho chàng chuyện phát sinh ở trong kinh. Sau khi nói xong, Sở Du nhíu mày. Đệ nói Cố Sở Sinh nói với đệ, đệ cũng không biết tin tức, hắn làm sao mà biết được. Trong lòng Sở Du xẹt qua một tia hàn ý, nhưng mà lâu rồi không được nghỉ ngơi, đầu óc nàng có chút trì độn, không nghĩ ra được kết quả gì, chỉ nghe Vệ Uẩn nói. Hắn nói là trưởng công chúa nói. Nếu trưởng công chúa biết, vậy cũng không kỳ quái. Sở Du gật đầu, không hỏi nhiều, ăn đồ ăn nói. Hắn đi thuyết phục người đánh thiên thủ quan, hiện tại đệ bị vây khốn ở Phượng Lăng, đệ tính toán làm gì? Vệ Uẩn chậm rãi nói. Đến lúc đó ca ca tẩu chắc hẳn sẽ tùy cơ ứng biến. Nghe được lời nói không đầu không đuôi như vậy, Sở Du thở dài, buông chén nói. Đừng nói chuyện trẻ con thế, tìm một cơ hội, đệ dẫn nhân mã, ta đưa đệ ra khỏi thành. Vệ Uẩn mím môi. Tẩu có thể đưa đệ ra khỏi thành, sao không cùng đệ rời khỏi thành? Đây là chuyện ta muốn nói với đệ. Sở Du buông chén nhìn Vệ Uẩn. Ta. Trước tiên tẩu đừng nói những lời này. Vệ Uẩn ngắt lời nàng. Tẩu ngủ một giấc, ngủ xong nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với ta. Sở Du nghe được lời này, nhìn thiếu niên nhấp mím môi, nàng có chút bất đắc dĩ. Hai người giằng co trong chốc lát, rốt cuộc Vệ Uẩn nói. Trước tiên để ta ở cùng tẩu một ngày. Từ thời khắc nhìn thấy nàng tới bây giờ chính là thời khắc chàng cảm thấy an tâm nhất trong mấy ngày qua. Chàng tham luyến sự dịu dàng này, muốn thời gian dừng lại tại đây nhiều hơn một chút. Sở Du nghe vậy, cảm thấy lời này cực kỳ trẻ con, nhưng đồng thời cũng cảm giác trào dâng ấm áp. Sở Lâm Dương và Sở Kiến Xương không quen với việc biểu đạt tình cảm. Hai đời cộng lại, bọn họ đều không thẳng thắn biểu đạt sự quan tâm với nàng như vậy. Nàng biết Vệ Uẩn ỉ lại vào nàng, sự ỉ lại và quan tâm đó nàng đều đặt trong lòng. Nàng muốn tiến thêm một bước để hồi báo chàng. Nàng không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu như vậy, chỉ thở dài nói. Vậy ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi. Sở Du ăn miếng cơm cuối cùng rồi buông bát cơm. Nàng ngáp một cái, đứng dậy nói với Vệ Uẩn. Để ăn xong thì tự mình tìm nơi nghỉ ngơi, ta đi ngủ trước. Nói xong, Sở Du rẽ vào trong phòng, trực tiếp nằm xuống. Vệ Uẩn ngồi ở gian ngoài từ từ ăn cơm. Chàng cũng không biết vì sao động tác ăn cơm của mình trở nên cực kỳ thong thả. Được một lúc, nghe thấy tiếng hô hấp đều đều bên trong, chàng mới buông chén đũa xuống. Chàng ngồi trong đại sảnh, nghe tiếng hít thở của nàng, thế nhưng lại cảm thấy nơi này là chỗ nghỉ tạm tốt nhất. Chàng ngồi tới nửa đêm, cơ thể dần dần ngã xuống đệm bồ đoàn ngủ thiếp đi. Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt đều đã ngủ, những người khác lại không dám quấy rầy Vệ Uẩn. Ngược lại cầm chăn tới, thu dọn bàn ăn, cứ để mặc Vệ Uẩn ngủ trên sàn nhà như vậy. Sở Du ngủ một mạch tới gần bình minh mới mơ màng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Vệ Uẩn đang ngủ trên mặt đất. Sở Du hơi sửng sốt, nàng vội tiến lên, đập vào mắt nơi gương mặt khi ngủ của Vệ Uẩn. Gương mặt đang xen sự chuyển giao giữa thiếu niên sang thành niên, vẻ đẹp tuấn lãng mang theo chút đường nét trẻ con. Lông mi của chàng rất dài, đối lập rõ ràng với đôi mắt đang nhắm.
cho dù không có màu sắc gì cũng khiến người ta cảm thấy vài phần phong lưu diễm lệ. Trong tương lai, Vệ Uẩn từng được bầu thành người mỹ mạo nhất đương thời. Sở Dù vẫn luôn biết diện mạo chàng rất đẹp, nhưng tại một khắc này mới chính thức bị vẻ mỹ mạo của chàng làm cho kinh sợ. Nàng ngây người một lát, nhịp tim không tự giác đập nhanh vài phần. Nàng cả kinh cuống quýt lui một bước, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới nàng lại bị dung mạo của một người thiếu niên 15 tuổi làm cho chấn động. Nàng ngồi xổm xuống, đẩy đẩy vai Vệ Uẩn, nhỏ giọng nói: "Tiểu thất." Vệ Uẩn nghe thấy giọng nói của nàng thì mơ màng mở ra. Chàng chắc hẳn cũng quá mức mệt mỏi. Nghĩ cũng đúng, lộ trình từ Hoa Kinh tới Phượng Lăng như vậy mà ngày hôm qua chàng đã tới nơi. Có lẽ là không ngủ không nghỉ chạy một đường tới đây. Vừa tới đã đi cướp lương thảo, e là chàng ngủ còn ít hơn so với nàng. Sở Dù hơi đau lòng, thấy Vệ Uẩn lắc đầu giúp mình tỉnh táo, chậm rãi nói: "Tẩu tẩu, thật xin lỗi, hôm qua ta quá mệt nhọc. Mau chóng đi ngủ đi." Sở Dù vất vất tay, thúc giục chàng đi nghỉ ngơi. Vệ Uẩn gật đầu đi tới trước cửa, lại nói: "Tẩu tẩu biết chỗ ở của ta ở nơi nào không?" Sở Dù ngẩn người, nhìn về phía hạ nhân. "Lưu đại nhân chưa an bài sao?" Thị nữ lộ ra sắc mặt xấu hổ, Sở Dù lập tức hiểu rõ. Sau một trận đại chiến kéo dài, e rằng Lưu Vinh rất bận. Loại việc nhỏ như an bài phòng cho khách này chắc hẳn ông ta nghĩ nàng sẽ làm. Giờ phút này có lẽ phòng cho khách cũng chưa thu thập xong. Sở Dù hơi bất đắc dĩ, nhìn quầng thâm dưới mắt Vệ Uẩn. Nàng phất tay nói: "Đệ cứ tới phòng ta ngủ trước đi." Đầu óc Vệ Uẩn mông lung, Sở Dù đứng dậy nói: "Đừng ghét bỏ, tạm thời nghỉ một lát, ta gọi người đi thu dọn phòng cho đệ." Vệ Uẩn mờ mịt, chàng đứng tại chỗ không biết có nên đi hay không. Nhưng mà cuối cùng chàng vẫn nằm lên chiếc giường kia. Trên giường còn thoang thoảng mùi hương của Sở Du, là mùi hoa lan trong trí nhớ của chàng. Chàng nằm trên giường, đầu óc cực kỳ thanh tỉnh. Chàng bất chợt sốc chăn đứng dậy, vội vàng ra khỏi phòng. Sau khi dò hỏi phòng của Vệ Thu, chàng mau chóng chạy tới chen chúc trên chiếc giường cứng nhắc cùng Vệ Thu. Khi Sở Du trở về, Vệ Uẩn đã đi rồi. Nàng hơi kỳ lạ nói: "Người đâu rồi?" Đám thị nữ lắc đầu nói: "Tiểu hầu gia đột nhiên đứng dậy đi rồi." Sở Dù hơi mờ mịt, cho người đi tìm. Hạ nhân quay về bẩm báo nói Vệ Uẩn ngủ ở chỗ Vệ Thu. Sở Dù suy nghĩ, quả nhiên Vệ Uẩn tuân thủ quy củ hơn nàng rất nhiều. Khi mặt trời hoàn toàn sáng rõ, Vệ Uẩn cũng tỉnh. Sở Dù đang nghe Lưu Vinh báo cáo số lượng thương vong và vật tư còn lại trong thành. Không lâu sau, Vệ Uẩn đi tới. Sở Dù cho người mời chàng vào. Sau khi nắm được tình huống trong thành từ chỗ Lưu Vinh, nàng cười tủm tỉm nhìn Vệ Uẩn nói: "Ngày hôm qua không thể nói, hôm nay có thể thương nghị với đệ bước tiếp theo chứ?" Ngủ một đêm, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Vệ Uẩn gật đầu, thốt ra một tiếng: "Vâng." "Ta nghĩ như thế này." Thị nữ bưng cháo tiến vào, đặt lên bàn. Hiện giờ trong thành đang nghiêm khắc khống chế việc sử dụng lương thực. Cháo đặc đã được xem là xa xỉ. Sở Dù húp cháo nói: "Trong thành Phượng Lăng có thứ gì đó mà Tố Trá nhất định phải có được. Lần công thành tiếp theo chắc chắn hắn sẽ dốc toàn lực. Chúng ta thối lui vài bước, hắn thấy chúng ta lui về phía sau, nhất định sẽ liều mạng tấn công về phía bên này. Đệ nhân cơ hội mang theo binh mã ra khỏi thành trở về Hoa Kinh đi. Đệ không cần xuất binh giúp ta, ta sẽ thủ ở nơi này kiềm chế Tô Cha. Lấy năng lực của Cố Sở Sinh, nhất định có thể thuyết phục Bắc Hoàng tấn công Thiên Thủ Quan. Đến lúc đó áp lực bên này của ta sẽ giảm đi rất nhiều. Đệ cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, bảo vệ Thiên Thủ Quan, ép bệ hạ phải chiếm đầu Diêu Dũng, sau đó hãy đến cứu ta." Vệ Uẩn không nói chuyện, chàng rũ mắt nhìn bát cháo. Sở Du nghỉ ngơi một đêm, tinh thần rất tốt. "Vấn đề nghiêm trọng nhất của thành Phượng Lăng chính là không đủ lương thảo. Dựa vào số lương thực đệ mang tới, chúng ta còn có chiến mã, thủ thành một tháng vẫn còn dư giả, đệ cứ yên tâm đi." Vệ Uẩn vẫn không nói chuyện, Sở Du do dự. "Đệ còn gì lo lắng, các cơ quan phòng thủ tại thành Phượng Lăng đệ cũng thấy rồi." "Ta còn gì lo lắng?" Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn Sở Du. "Tẩu hỏi ta lo lắng điều gì sao?" Sở Dù hơi sửng sốt, lời này nói quá thẳng thắn, người chỉ độn như Sở Dù cũng cảm thấy vài phần không đúng. Mà Vệ Uẩn nhìn chăm chăm nàng nói: "Tẩu muốn thủ thành Phượng Lăng có thể thủ được mấy ngày? Tẩu phòng thủ quá chặt, Tố Trá sẽ lui binh, cho nên tẩu phải nhượng bộ một cách thích hợp. Nhưng nếu tẩu nhượng bộ quá nhiều, khi hắn ta đánh hạ thành trì thì phải làm sao? Hơn nữa tẩu giữ chân hắn ta, chờ Bắc địch chiến bại ở trên chiến trường, Tô Cha cũng chút hết phẫn nộ lên người tẩu. Đến lúc đó hắn ta dốc toàn lực công thành, tẩu định giải quyết như thế nào? Tẩu muốn dùng 2 vạn nhân mã giữ chân quân chủ lực của Bắc địch,
Tổ nghĩ tôi trà ăn chay mà lớn lên sao? Sở Dù nghe vậy Uẩn phân tích, điều chàng nói sao nàng có thể không biết. Vậy theo đệ thì ta có thể làm gì bây giờ? Sở Dù lặng lặng nhìn chàng. Tiểu thất, nếu đệ cùng ta thủ ở chỗ này, mục đích của bệ hạ sẽ đạt được. Tất cả những chuyện đệ làm đều là giống như may áo cưới cho Diêu Dũng. Đệ sắp xếp để Tống Thiên Lan và ca ca không nghênh địch, còn không phải đợi thiên thủ quan thất thủ, ép hoàng đế xử trí Diêu Dũng, nhưng ấn soái cho đệ sao? Nhưng hiện tại đệ ở chỗ này, quân đội vệ gia ở chỗ này, Diêu Dũng có thể ở phía sau thoải mái quét dọn tàn binh của Bắc địch. Một khi chiến sự kết thúc, chính là ngày chết của đệ, cũng là ngày chết của ta. Đệ tới nơi này đã là chuyện không nên. Nếu đệ tiếp tục ở lại nơi này, chẳng lẽ không phải là hành động theo cảm tính? Thiên hạ này đệ còn muốn hay không? Vậy tẩu bảo đệ phải làm sao bây giờ? Vệ Uẩn đột nhiên nâng cao âm lượng, ngẩng đầu nhìn nàng. Chàng giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, đỏ mắt hung dữ lại tàn nhẫn. Nhìn tẩu bị bao vây ở nơi này, chết ở nơi này sao? Ta không tới cứu tẩu, còn đợi ai tới cứu? Thiên hạ quan trọng. Vệ Uẩn khàn giọng nói. Còn tẩu không quan trọng sao? Lời này vừa nói ra, Sở Du ngây dại, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Vệ Uẩn xoay đầu đi, khàn giọng nói. Ta cùng tẩu bảo vệ Phượng Lăng, chờ Diêu Dũng đánh lại đây, chúng ta sẽ bỏ chạy. Làm can. Sở Du không nhịn được bật cười, nàng biết Vệ Uẩn chỉ nói lời tức giận, thở dài. Trước tiên mời Hàn Tú tới đây, ta phải tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc thành Phượng Lăng này có thứ gì đáng giá để tố tra tấn công như thế. Nói xong, Sở Du cho người mời Hàn Tú. Khi Hàn Tú tiến vào, trong tay dắt theo một thiếu niên 10 tuổi. Giờ phút này đứa nhỏ đã thay đổi xiêm y, nhưng Sở Du vẫn nhận ra đây là đứa trẻ đã che chở cho Sở Cẩm và tranh chấp với nàng. Thiếu niên cung kính bái kiến Sở Du, sau đó ngồi sang một bên. Hàn Tú hành lễ với Vệ Uẩn, tiếp theo đối lễ với Sở Du, nói: Vệ đại phu nhân cho gọi ta tới đây, không biết là vì chuyện gì? Ta muốn danh sách vũ khí trong thành. Sở Du trực tiếp mở miệng: Tất cả đồ vật trong thành các ngươi nghiên cứu chế tạo ra, ta đều muốn biết rõ ràng. Ta muốn biết dã tâm của Tố Trà đối với thành trì này rốt cuộc nằm ở mức độ nào. Nghe được lời này, Hàn Tú uống trà gật đầu nói: Phu nhân chờ một lát, buổi chiều ta sẽ đưa tới đây. Sở Du gật đầu, quay sang nhìn về phía thiếu niên bên người Hàn Tú. Ngươi tên là gì? Thảo dân Hàn Mẫn. Thiếu niên nghe thấy câu hỏi của Sở Du, xoay người lại, đối diện với phương hướng của nàng, cung kính trả lời. Trong mắt Sở Du hiện ra ý cười, Vệ Uẩn quay đầu nhìn Sở Du, ánh mắt lại rơi xuống trên người Hàn Mẫn, mang theo vài phần lạnh lẽo. Chờ Hàn Tú và Hàn Mẫn đi ra ngoài, Vệ Uẩn mới chậm rãi nói: Đệ phát hiện, tẩu đặc biệt có kiên nhẫn với thiếu niên. Sở Du cười nói: Ta thích thiếu niên, cảm thấy rất có tinh thần, tràn đầy năng lượng. Nói xong lời này, Sở Du phát hiện mình nói lỡ. Hiện tại nàng mới chỉ 16 tuổi, làm gì mà có tinh thần hay không có tinh thần. Nàng ho nhẹ một tiếng, sờ lười nói: Hơn nữa thiếu niên lớn lên đẹp. Vệ Uẩn không nói chuyện, Sở Du đứng dậy: Ta đi xử lý một vài chuyện, đệ kiểm kê thương tổn người đệ mang tới đây đi. Nói xong Sở Du ra ngoài, Vệ Uẩn đột nhiên nói: Nhưng hắn không dễ nhìn. Sở Du ngẩn người quay đầu lại, thấy Vệ Uẩn đang cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Ta không cảm thấy Hàn Mẫn đẹp mắt. Nghe được lời này, Sở Du phụt cười thành tiếng, cong đôi mắt nói: Phải phải phải, tiểu thất nhà chúng ta là đẹp nhất. Vệ Uẩn mím môi không nói gì, chờ nàng đi rồi trong mắt Vệ Uẩn mới lộ ra chút mờ mịt. Vệ Hạ đi vào cung kính nói: Tiểu hầu gia, muốn đi gặp tướng sĩ sao? Vệ Uẩn gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi trên hành lang dài. Vệ Uẩn đột nhiên mở miệng: Vệ Hạ. Dạ. Ta không thích tẩu tẩu khen thiếu niên khác. Sắc mặt chàng mờ mịt. Có phải ta không đúng hay không? Gương mặt Vệ Hạ lộ vẻ xấu hổ. Vệ Uẩn quay đầu nhìn Vệ Hạ, mím môi nói: Tại sao ta lại như vậy? Vệ Hạ không biết trả lời, cũng không dám trả lời, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói: Tiểu hầu gia đừng nghĩ chuyện này nữa, chuyện ngài phải làm còn nhiều lắm. Vệ Uẩn kiểm kê nhân mã của mình, chàng không giao chiến chính diện, chỉ gọi là chạy qua chiến trường, thiệt hại về binh mã không được tính là nghiêm trọng. Nhưng bởi vì nhiều người, Vệ Uẩn lại kiểm tra rất cẩn thận, nên khi làm xong mặt trời cũng xuống núi. Vệ Uẩn trở lại phủ thì đi tới phòng Sở Du. Vừa mới vào cửa đã thấy Sở Du đang lật quyển sách buổi chiều Hàn Tú đưa cho nàng. Nàng cau mày, Vệ Uẩn biết nàng có điều nghi hoặc, vội vàng đi qua nói: Tẩu tẩu nghi ngờ điều gì sao?
Sở Du gật đầu, nàng ném một quyển sổ cho Vệ Uẩn, nhíu mày nói: Danh sách Hàn Tú đưa cho ta đều là những vũ khí được cải tiến từ mấy đồ vật nhỏ, học phí tổn chế tạo quá cao, căn bản không thích hợp để phổ biến. Đệ nói chỉ mấy đồ vật này có đáng để Tô Trà liều mạng tấn công như vậy sao? Có khả năng hắn không cho tẩu biết đồ vật mấu chốt. Vệ Uẩn ngay cả xem cũng không thèm xem, nói thẳng: Hàn Tú chắc chắn là người của hoàng đế, ông ta tốn một số tiền lớn xây dựng núi Phượng Lăng, sẽ không dễ dàng chấp tay nhường Phượng Lăng cho Bắc Địch. Tất nhiên, ông ta đã hạ tử lệnh cho Hàn Tú, một khi thành bị phá, Hàn Tú sẽ không thể sống sót. Vệ Uẩn trào phúng nói: Một người có thể tiếp nhận tử lệnh của bệ hạ, sao có thể đưa đồ vật mấu chốt cho tẩu? Mặc dù giờ phút này tẩu che chở cho ông ta, nhưng dù sao tẩu cũng là đại phu nhân Vệ gia, đồ vật rơi vào tay tẩu cũng chính là rơi vào tay ta, sao ông ta có thể dễ dàng đưa cho tẩu? Sở Dù cau mày, Hàn Tú không chịu phối hợp, nàng không biết biện pháp mình dùng để kiềm chế Tô Trà có thể thực thi hay không, hoặc có thể thực thi tới mức độ nào. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền lên tiếng thiếu niên: Vệ đại phu nhân có ở đây không? Nghe được giọng nói này, Sở Du và Vệ Uẩn liếc nhau. Vệ Uẩn đứng dậy trốn ra phía sau bình phong. Sở Du giơ tay nói: Mời vào. Vừa dứt lời, Hàn Mẫn được người dẫn vào. Đầu tiên hắn cung kính hành lễ với Sở Du, sau đó nói: Tiểu dân trộm tới đây không thể ở lại quá lâu, nếu có điều thất lễ mong đại phu nhân thứ lỗi. Tối nay tiểu dân tới tìm đại phu nhân chính là vì muốn hỏi đại phu nhân, ngài có biết sở dĩ Bắc Địch tấn công thành Phượng Lăng là vì thứ gì hay không? Người biết. Sở Du không dám khinh thường thiếu niên trước mặt này, mặc dù đối phương chỉ có 10 tuổi, nhưng khi nói chuyện hoàn toàn không có cảm giác thấp thỏm sợ hãi, ngược lại thong dong gật đầu nói: Biết. Chuyện kiêu ngạo nhất đời này của phụ thân tiểu dân chính là nghiên cứu chế tạo một loại đồ vật tên gọi hỏa dược. Hàn Mẫn nói xong thì trong ngực lấy ra một món đồ dạng ống. Sở Du hơi tò mò, Hàn Mẫn nói: Đây là loại có uy lực nhỏ nhất, phu nhân mời xem. Nói xong, Hàn Mẫn đứng dậy cầm một ngọn nến đi vào trong đình viện, vẫy lui hạ nhân. Sau đó hắn giơ ngọn nến lên, đốt cháy ngòi nổ, sau đó ném vào trong đình viện. Một lát sau, đình viện âm âm rung động, ánh lửa bùng cháy. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ sân viện đã bị san bằng. Sở Du ngơ ngác nhìn thứ này, Hàn Mẫn xoay người lại: Đây là phân lượng ngày thường bọn họ dùng để điều chỉnh và thử nghiệm. Uy lực thực tế trên chiến trường có sức công phá gấp khoảng mấy lần hoặc thậm chí mấy chục lần mà ngài vừa nhìn thấy. Tiểu dân nghĩ mục đích công thành của Bắc Địch chính là vì thứ này. Thứ này? Rốt cuộc Sở Du cũng hiểu chỗ đáng sợ và giá trị của loại vũ khí này trên chiến trường. Nếu sản xuất hàng loạt, rất đắt sao? Hiện giờ phụ thân đã khống chế được phí tổn xuống mức thấp nhất, hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt trên chiến trường. Hàn Mẫn nói rất bình tĩnh, nhưng trong mắt Sở Du lại mang theo sự lạnh lẽo. Hiện tại trong Phượng Lăng Thành có bao nhiêu? Ngài định dùng thành Phượng Lăng làm mồi nhử, muốn kiềm chế toàn bộ chiến trường phải không? Dưới ánh lửa bập bùng, sắc mặt Hàn Mẫn cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không giống một hài tử 10 tuổi. Sở Du không lên tiếng, Hàn Mẫn chậm rãi nở nụ cười. Rất rất nhiều, tiểu nhân nghĩ nó đủ để ngài kiềm chế quân chủ lực của Bắc Địch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.